Chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học ngữ văn lớp 10 bộ sách chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn Các em thân mến, cô trò chúng mình tiếp tục tìm hiểu văn bản đâm sân chiến thắng mờ tao mờ đâm sân sử thi Ed. đê. Ở tiết học trước, chúng mình đã tìm hiểu chung về văn bản, đồng thời tìm hiểu chi tiết văn bản qua các vấn đề, cốt truyện, sự kiện sử thi, bối cảnh văn hóa, xã hội sử thi. Đến với tiết học này, ta sẽ tìm hiểu lời người kể chuyện và lời nhân vật, tìm hiểu về nhân vật đám săn. Không để các em chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ ta sẽ tìm hiểu về lời người kể chuyện và lời nhân vật trong đoạn trích này. Các em để hiểu thế nào là lời người kể chuyện và thế nào là lời nhân vật. Trong đoạn trích này, người kể chuyện đứng ở ngôi thứ ba, giấu mình đi và không trực tiếp tham gia vào câu chuyện. Trong đoạn trích này, có lời của rất nhiều nhân vật như là đăm săn, mờ ta mờ xây của ông trời, của dân làng, của tôi tớ. Trên màn hình lúc này đây chính là lời người kể chuyện và đây chính là lời nhân vật, cụ thể là lời của nhân vật đăm săn. Người kể chuyện bao giờ cũng đứng về phía người anh hùng, chính bởi vậy bao giờ cũng dùng giọng điệu ngợi ca người anh hùng sử thi. cả trong lời của người kể chuyện và lời nhân vật đều sử dụng lối nói quá hay còn gọi là khoa trương và cách nói ví von dày đặc trong văn bản. Em hãy tìm những câu văn thể hiện lối nói khoa trương, lối nói ví von ở trong đoạn trích này. Đúng vậy, chúng mình có một số những câu văn thể hiện cho lối nói khoa trương như là Một lần sốc tới, chàng vượt một đồi tranh, một lần sốc tới nữa, chàng vượt một đồi lồ ô. Sử dụng cách nói, ví von. Tràng múa trên cao, gió như bão, tràng múa dưới thấp, gió như lốc. Hay là trong cảnh ăn uống linh đình ở cuối tác phẩm. Thịt lợn, thịt trâu ăn không ngớt, thịt lợn ăn đến cháy đen hết ống le, thịt dê ăn đến cháy đen hết ống lổ ô, tiết bò, tiết trâu, đọng đen khắp sàn hiên, dây cồng, dây chiêng, răng như mạng nhện, chỉ vàng chỉ đỏ như hoa giam piết. Rõ ràng ở đâm săn có chiêng đống voi bầy, có bè bạn như nêm như sếp. Việc sử dụng cách nói quá cùng lối nói ví von đã góp phần tô đậm tính cách của người anh hùng tài giỏi, giàu mạnh vô địch. Người anh hùng bao giờ cũng mang những nét đẹp đại diện cho cả cộng đồng. Chính bởi vậy, việc sử dụng lối nói quá và cách nói ví von là điều tất nhiên và dễ hiểu ở trong văn bản sử thi. Chúng ta tìm hiểu phương diện tiếp theo của đoạn trích là nhân vật Đam Săn là nhân vật chính cũng là nhân vật trung tâm của văn bản này. Ta sẽ tìm hiểu nhân vật Đam Săn qua các phương diện, sức mạnh, ngoại hình, phong thái và lời nói. Ngay bây giờ, hãy cùng cô tìm hiểu chi tiết về nhân vật Đam Săn qua sức mạnh của chàng. Tìm hiểu sức mạnh của nhân vật Đam Săn, chúng ta sẽ đến với cảnh múa khiên. Trong tương quan so sánh với cảnh múa khiên của Mờ Tao Bờ Dây, khi đọc văn bản này có thể thấy sự trái ngược rõ ràng giữa cảnh múa khiên của đam săn và cảnh múa khiên của mờ tao mờ xây cụ thể cảnh múa khiên của đam săn đã được miêu tả như sau một lần sốc tới chàng vượt một đồi tranh một lần sốc tới nữa chàng vượt một đồi lồ ô hay là khi chàng múa rời thấp vang lên tiếng đĩa khiên đồng khi chàng múa trên cao vang lên tiếng đĩa khiên canh khi chàng múa chạy nước kiệu quả núi ba lần dạ nứt ba đồi tranh bật dễ bay tung trong khi đó, cảnh múa khiên của mờ Tao mờ xây được miêu tả như thế này. Khiên kêu lạch sạch như quả mướp khô, bước cao bước thấp chạy hết bãi Tây sang bãi Đông. Hắn vung dao chém phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng một cái chảo của trâu. Mờ Tao mờ xây chạy trốn quanh chuồng lợn, chạy trốn quanh chuồng trâu. Khi ấy, đâm săn đã mạnh mẽ, phá tan chuồng lợn, phá tan trùng trâu từ những tìm hiểu vừa rồi em hãy chỉ ra sự khác biệt về sức mạnh giữa đăm săn và mờ tao mờ xây chính xác đăm săn càng chủ động dũng mãnh đàng hoàng bấy nhiêu thì mờ tao mờ xây lại tần ngần do dự đắn đo và yếu đuối bấy nhiêu ta sẽ tìm hiểu nét đẹp của nhân vật anh hùng đâm săn qua phương diện ngoại hình và phong thái tiếp tục trong tương quan so sánh với Mờ Xây qua bảng sau chúng mình đến với ngoại hình phong thái mục đích chiến đấu sự trợ giúp của thần linh sự ủng hộ của dân làng Các em có nhiệm vụ như sau em hãy tìm những chi tiết những hình ảnh trong đoạn trích đam săn chiến thắng Mờ Xây, chỉ ngoại hình phong thái của đam săn và Mờ Xây. ngoại hình phong thái của đam săn được miêu tả như sau ngực quấn chéo một tấm mền chiến, mình khoác tấm áo chiến, sát bên ngay ngang đủ giáo gớp, đôi mắt linh lợi như mắt chim gách ăn hoa tre, bắp chân to bằng cây xà ngang, bắp đùi to bằng ống bể, sức ngang sức voi đực, hơi thở ẩm ẩm tựa sấm dậy. Trong khi đó, ngoại hình và phong thái của mờ tang mờ xây lại được miêu tả như sau. Giữ tợn như một vị thần, đóng khố sọc gấp bỏ muối, mặc cái áo dày nút đi từ nhà trong ra nhà ngoài, dáng tần ngần do dự, mỗi bước vội đắn đo giữa một đám đông mịt mù như trong sương sớm. Như vậy, đam săn mang một vẻ đẹp về ngoại hình, phong thái hoàn mỹ là vẻ đẹp đại diện cho cộng đồng, cho cả một dân tộc của sử thi. Ta tìm hiểu về mục đích chiến đấu, về sự trợ giúp, ủng hộ của thần linh và dân làng ở hai nhân vật này. Mục đích khiêu chiến của đam săn là nhằm giành lại vợ, tức là hơ nhị, và đồng thời bảo vệ danh dự của cả một cộng đồng. Trong khi đó, Mờ Đa Xây chiến đấu vì muốn cướp vợ, muốn thách thức Đam Săn. Đam Săn đã nhận được sự trợ giúp của ông trời. Ông trời đã mách cho chàng kế đánh thắng Mờ ném chày mòn vào vành tai của kẻ địch. Theo quan niệm của người Ế đê thì vành tai là bộ phận yếu thế của một con người. Còn Mờ Đa Xây lại không nhận được sự giúp đỡ của bất cứ thần linh nào. Ngay cả miếng trầu mà hơ nhị quăng Mờ tao mờ xây cũng không đớp được. Trong đoạn trích này, Hơn nhị không phải là nhân vật thần linh, song miếng trầu của nàng là một vật mang yếu tố kỳ ảo đậm nét. Khi Mờ ta mờ xây chết đi, dân làng của Mờ ta mờ xây đã đi theo đam săn. Họ đi theo đam săn bởi vì họ tin vào uy quyền, vào tài năng và đức độ của đam săn họ hy vọng mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn và hy vọng sẽ có một cộng đồng thật vững mạnh và thịnh vượng với người lãnh đạo là một người anh hùng chân chính. Tìm hiểu về đam săn, chúng ta còn đến với những lời nói của chàng. Những lời nói của đam săn sẽ được thể hiện qua các đối tượng giao tiếp, mờ tao mờ say, ông trời, dân làng và tôi tớ. Qua các đối tượng giao tiếp này, đam săn thể hiện tính cách và vị thế xã hội của mình. Trước tiên, với mờ tao mờ xây, chàng đã có những lời nói đối đáp, ví dụ Ơ ờ riêng, ơ ờ riêng, xuống đây, ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đấy. Hay là, ngươi không xuống ư, ta sẽ lấy cái sản hiên của nhà ngươi ta bổ đôi, ta sẽ lấy cái cầu thang của nhà ngươi ta trẻ ra kéo lửa, ta hun cái nhà của nhà ngươi cho mà xem. Sao ta lại đâm ngươi khi đang đi xuống nhỉ, ngươi xem đến cả con lợn nái của nhà ngươi dưới đất ta cũng không thèm đâm nữa là. Qua những lời nói của đám săn với mơ ta mơ em hãy nhận xét về tính cách và vị thế của đam săn. Những lời nói này đã thể hiện sự dõng rạc, tự tin thách thức kẻ thù của chàng. Tiếp theo ta đến với những lời nói của đam săn dành cho ông trời. Ôi chao, chết mất thôi ông ơi, cháu đâm mãi mà không thủng hắn. Lời nói này đã thể hiện sự chân thành, thân mật Gần gũi với thần linh Vậy còn với dân làng, tôi tớ Chàng đã dành lời nói như thế nào Cụ thể Ơ ờ các con, ơ ờ các con Hãy đi lấy rượu bắt trâu Hay là hỡi anh em trong nhà Hỡi bà con trong làng Xin mời tất cả đến với ta Hãy đành lên các chiêng có tiếng âm vang Những chiêng có tiếng đồng, tiếng bạc Vân vân Những lời nói của chàng dành cho dân làng và tôi tớ Đã thể hiện tính cách và vị thế xã hội như thế nào Của đám săn Những lời nói này đã cho thấy sự gần gũi kết nối giữa tù trưởng với dân làng, với tôi tớ, đồng thời còn thể hiện lời truyền bảo của một vị tù trưởng quyền uy. Qua những tìm hiểu vừa rồi có thể thấy đam săn mang vẻ đẹp dũng mãnh, cường tráng, với sức mạnh phi thường, phong thái chính trực mạnh mẽ, xứng đáng là người đứng đầu cộng đồng. Qua đây ta thấy tác giả sử thi đã sử dụng rất thành công biện pháp nói quá, khoa trương, so sánh đặc sắc. Cả Đam Săn và Mờ Tao Mờ Xây đều là những người tù trưởng, thế nhưng chỉ có Đam Săn mới là người anh hùng của cộng đồng. Chính bởi vậy chàng mang những vẻ đẹp vô cùng hoàn mỹ, hoàn hảo, những vẻ đẹp đại diện cho cộng đồng, cho dân tộc. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em vì đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo để ta sẽ tìm hiểu những nội dung còn lại của đoạn trích này.